câu 3 điểm A có tọa độ trừ 1, 3 là điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào thì rất dễ các bạn chỉ cần thay thay A tọa độ trừ 1, 3 vào những cái biểu thức ví dụ như mình thay vào đáp án A trừ 3 x cộng 2 y trừ 4 lớn hơn 0 chỗ nào có x các bạn thay bằng trừ 1. Chỗ nào có y, các bạn thay bằng bằng 3. Vậy là trừ 3 nhân trừ 1. Nhớ số âm đóng ngoặc giúp lợn 2 nhân 3 trừ 4 lớn hơn 0. Các bạn lấy máy tính bấm giúp lợn Thì đây ra 3 nè. Cộng 6 là 9. 9 trừ 4 là được được 5. 5 lớn hơn 0 đúng không ạ? À? Đúng. Khi thế cái tọa độ điểm A e vào phương trình bậc nhất hai ẩn nếu đúng thì ta kết luận điểm a điểm a tọa độ trừ một ba thuộc vào cái miền nghiệm miền nghiệm của trừ ba x cộng hai y trừ bốn lớn hơn không nếu không đúng hay còn gọi là vô lý thì điểm a không thuộc vào miền nghiệm của của bất phương trình bậc nhất hai ẩn đó được chưa à?